Vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Dũng Nội Địa Nhật HI nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người là về các dòng Admitsu nhé. Đây là các dòng Admitsu. Những đợt này về thì em về toàn mặt xanh thôi nhé. Đấy, đa số mặt xanh. Đấy. Thì cái đợt trước là giới thiệu một loạt mặt trắng rồi, thì bán hết rồi, bây giờ là còn một loạt là mặt xanh. Đấy, thì trong đây thì có một con Nati này. Con Nati này cơ bản là tại sao em cho vào đây, bởi vì nó có lắp đậy nhé. Đấy, có lắp đậy này thì em mới cho vào đây luôn. Đấy, còn những chiếc này đây, tất cả đều có lắp bịt nhé. Đấy, này, con loạt này có lắp bịt hết nhé. Riêng có con này là nó không có lắp bịt, nhưng mà nó là cái con đẹp quá nên đẹp vào đây. Đấy. Rồi, đầu tiên em xin tự giới thiệu nhé. Em là Dũng Ứng Nhiên. Kênh YouTube của em là Dũng Nội Địa Nhật HI. Số điện thoại của em là 0975 782 118. Facebook là Việt Dũng nhé. Địa chỉ của em là Cầu Cáp Đoàn Đào, Hưng Yên. Đấy. Thì đây, em sẽ giới thiệu với mọi người nhé. Đây, 2, 4, 6, 8, 10. Có 11 chiếc có lắp đậy nhé. Đấy. Thì trong đây là có 10 chiếc là loại AT30A và hai chiếc Mitsu trắng bên ngoài này nhé, là 50A nhé. Đây, đây. Rồi bác xem nhé. 30A đây. Lắp đậy đây nhé. Đó. 30A đây. Lắp đậy đây. Nguyên bản nhé. Đấy. Những cái này thì phù hợp lắp với nhà các bác mà có cái lượng thiết bị điện vừa phải, có một cái điều hòa và các thiết bị điện khác. Đấy. Nhá, có lắp bịt đây, rất chi là an toàn nhé. Đấy. Những cái AT30A thường mà không lắp bịt em bán với giá là 170.000 nhé. Còn những cái có lắp bịt như này em bán cộng thêm 10k nữa là 180.000 nhé. Đấy, em công bố giá luôn. Đấy, giá của em đợt này em đã nhập được giảm nên đã giảm luôn các bác rất trên được nhiều. Đó. Đấy, có nhá. Đây, có chiếc mặt trắng đây nhá. Đấy, có mặt trắng đây. Đấy, 30A. Dòng giò là 30mA đây. Đấy. Tất cả nó bịt nhé. Đây, và đặc biệt nhé là có một chiếc Mitsumashi này có mặt màu đen, thì chiếc này là cái này là có cái dòng giò 15mA nhé, có một chiếc duy nhất thôi là dòng giò 15mA. Nhà bác nào mà điện cực kỳ đảm bảo thì hãy nên sử dụng loại này. Nhưng dùng loại này thì nó lại rất an toàn đấy nhé. Đấy, rất nhẹ luôn. Nếu mà hệ thống điện mà không đảm bảo thì dùng ở đấy nó sẽ nhảy. Đây, cái này cũng bán giá là 180.000 nhé. Tất cả các dòng có lắp đậy nên bán giá 180.000 cộng thêm 10k lắp đậy. Đấy, còn những cái loại mà 30A bình thường không lắp đậy bán giá 170.000. Đấy, giá trên đều không bao gồm phí ship. Phí ship hết bao nhiêu ấy thì các bác trả bên bưu điện ở bên Viettel. Đó, nó phụ thuộc vào là độ nặng nhẹ của sản phẩm, phụ thuộc vào cái địa điểm nơi nhận các bác. Đây, cái này là cái Latina nhé. Latina mặt xanh 30A, dòng giò là 30mA. Đấy, cái này có lắp đậy đi nhé. Đấy. Đó, các bác nhé, có lắp đậy. Đây, sau đây là một cái mặt trắng nữa. Dòng giò 30mA. Dòng Mitsu này là xịn giò thôi các bạn, bác không phải suy nghĩ gì nữa. Đây, cái này là cái 50A nhé. Đấy. Năm mươi A này, dòng giò 35B này,
Made in Japan này. Mã code này. Rất chi đẹp luôn. Ở đây với nhá. Đây tiếp tục là một cái Mitsu nữa nhá. 50A. Dòng dòng là 30mAh. Đấy, còn nguyên mã code đây. Đó. Đấy thì những cái em công bố lại giá nhá. Những cái 30A này có lắp bịt, nếu em cộng thêm 10.000 nữa là 180.000, còn loại mà không có lắp bịt là 170.000. Và những cái loại Mitsu 5A, những cái 5A này thì là 190.000, có lắp đậy như cái này thì nó sẽ là 200.000. Và cái này không có lắp đậy là 190.000 nhé. Cái không lắp đậy là 190.000 nhé. Đấy, 190.000. Đó. Đấy thì bác nào quan tâm thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại là 0975 782 118 nhé. Xin cảm ơn các bác đã coi video. Mong các bác ủng hộ em bằng cách là cho em xin một nút like. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác. Xin chào các bác. Ngay. Chạm cái nhảy ngay, chạm cái nhảy ngay. Đó. Rồi. Ngăn ngay tức thì nhé. Đó, rất nhẹ luôn. Tại xem là trong giật đây. Ăn hoạt động rất tốt nhé. Bây giờ mình sẽ thử độ nhảy chiếc ngăn này nhé. Đó, bạn nhìn chưa? Ăn ngăn ngay tức thì nhé. Đó.